Tao có quen chúng mày không nhỉ? Ông không biết đâu, bọn tôi là lính của ông Tòng ở trên nước ngoài. Tòng nào nhỉ? Ông quên rồi, anh Tòng trước bị giam cùng buồng với ông. Ông ấy gửi lời hỏi thăm ông đấy. Hỏi thăm cái đếch gì? Đợt trước ở đấy, lão đánh tao như đập mệt. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Ông ấy gửi cho ông 20 triệu đấy. Đưa số tài khoản đây, tôi chuyển cho. Tao có làm gì cho lão đâu, mà lão cho tao nhiều tiền thế. À, thì nhờ ông để ý hộ một người ấy mà. Ai? Mày nhìn cho kỹ đây, đây là thằng nào? Sao? Có phải Hùng Nhọ ở trại Xuân Lập không? Hay là thằng nào? Chứ nhận ra à? Nghe đâu chính mày là người giới thiệu cho Tàng Lang Keng. Nhìn cho kỹ vào, chốt một câu thôi, lạch ấy, mà biết thế nào rồi đấy. Thằng này là... Là công an à? Cái gì đây? Ai cho các anh sử dụng điện thoại trong này? Hả? Và cái gì đây? Không ạ. Thế bọn những người này nói gì? Nguyên tắc là không được sử dụng điện thoại trong trại giam. Các anh bị thu điện thoại. Sao lại thu? Tôi không biết thì phải nhắc nhở chứ. Nội quy kia không có mắt à? Sao? Thứ nên trả không? Sao? Anh định làm cái gì? Giữ người này lại! Lập cái bài kia xuống! Ba, đứng dậy. Mày nói gì với bọn nó? Dạ thưa thầy, chưa. Nhưng chúng nó cứ ép em. Chắc chúng nó đoán được gì đấy. Nó ép cái gì? Chúng nó cho em tiền và để lấy thông tin về thằng Hùng Nhỏ. Mà tại sao chúng nó lại vào đây hỏi mày? Thằng Tòng sai bọn này xuống để hỏi thông tin về cái thầy đợt trước. Tao nhắc mày một lần nữa, để lộ ra việc kia là mày chết đấy. Sống để bụng, chết bằng theo. Hiểu chưa? À. Đưa nó về buồng. Giờ em nghe đây. Báo để chú biết, bọn thằng Tòng ở Hưng Hòa vừa cho người xuống trại hỏi thằng Ba về chú. Chú phải hết sức cẩn thận mới được. Tôi đang giữ chân chúng nó ở đây. Tiếp theo cần làm gì cứ trao đổi với trại. Vâng. Anh nghe. Dạ báo cáo anh, bọn thằng Tòng cho người về tận trại Bình Ca để xác minh về em ạ. Rất may anh em dưới đó phát hiện ra. Bây giờ thì đang giữ được hai tên đàn em của thằng Tòng. Anh tính gì ạ? Ừ. Dạ. Thắng à, lấy một chục anh em đêm nay đi công tác, tí nữa lên phòng anh. Chào anh, xe của tôi vi phạm lỗi gì mà anh lại dừng xe của tôi? Yêu cầu bắn xuất trình giấy tờ để trung tâm chúng ta. Vâng, anh chờ tôi một chút. Tôi gửi anh, mời anh kiểm tra. Trên xe anh có mấy người? Yêu cầu bắn xuống xe để người chúng ta. Này, tôi là tài xế, kiểm tra một mình tôi thôi. Chúng tôi được nhận tin báo, xe anh chở hàng lậu. Tôi không có buôn lậu, tay đừng có vu khống. Hiệu quả bạn chấp hành. Các đồng chí, thực hiện nhiệm vụ.
Này, anh làm gì? Quay lưng lại. Anh làm gì? Đưa hai tay ra sau lưng. Anh đi ra, thứ với anh. Thứ với anh. Báo cáo, mà trên đối tượng có vũ khí. Xét kỹ người và xe. Đó. Mau xử lý anh ạ. Lập biên bản, tịch thu tang chứng vật chứng, quay phim chụp hình lại để làm bằng chứng nè. Do tất cả xét kỹ xe thôi. Giải tụi nó lên xe. Báo cáo anh, xong rồi. Bây giờ tụi em đưa nó về. Ủa rồi Trung mày. Ai, gấp cho đại ca này. Ai, món cũ của đại ca thích không đấy? Để cơ tao. À này, mấy thằng kia nó có tin tức gì về chưa? Vẫn chưa thấy gì. Nó đi từ hôm qua giờ, mà sao lại chưa có tin tức gì? Mày, dạ. Điện thoại thử xem. Tắt máy rồi đại ca. Điện thoại thằng kia. Dạ. Không liên lạc được đại ca. Chết mẹ, hay có chuyện gì? Bọn này đi nó có đem theo hàng đi không? Thì thằng Sức đi đâu lúc nào chẳng mang theo súng, cả hàng đá nữa. Chết mẹ, sao lại cử mấy cái thằng này đi công việc vậy chứ? Chẳng là có chuyện gì hay là bị xích mẹ rồi. Té. Đi đâu anh? Chúng mày theo tao lên biên giới. Còn thằng này ở lại xem tin tức thế nào. Có gì điện thoại cho tao số điện thoại kia, rõ chưa? Dạ rõ. Vậy còn mấy thằng đang canh thằng Hùng Nhọn thì sao đại ca? Kệ chúng nó. Té.